Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Từ năm 2001, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cụ thể hóa thành phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu trong đồng bào Phật giáo. Trải qua hơn 20 năm thực hiện phong trào, các tăng ni, tín đồ Phật tử và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Huyện Vĩnh Lộc nằm bên tả ngạn sông Mã, được xem là một vùng đất cổ với nhiều di chỉ khảo cổ học được phát lộ. Thiên nhiên ban tặng cho Vĩnh Lộc hình sông thế núi tuyệt mỹ, con người quần cư sinh sống từ xa xưa đã hình thành nên một vùng văn hóa đặc trưng. Nơi đây có hệ thống di tích đình, chùa, đền, nghè dày đặc với các lễ hội dân gian, các sự kiện và nhân vật lịch sử của quê hương đất nước đã thổi vào vùng đất này một hồn cốt tâm linh sâu đậm. Trên đất Vĩnh Lộc có nhiều ngôi chùa nổi tiếng, được nhân dân và du khách thập phương tìm về chiêm bái. Nằm dưới chân núi Đốn Sơn thuộc địa phận Làng Giáng, xã Vĩnh Thành, nay thuộc thị trấn Vĩnh Lộc, có chùa Tường Vân, còn gọi là chùa Giáng. Đây là ngôi chùa có cảnh quan đẹp. Tên chùa gắn liền với sự tích vua Trần đi đánh giặc Chiêm Thành. Khi qua đây nghỉ lại, mộng thấy có đám mây vàng, cho là điềm lành nên lập đàn tế tạ trời đất. Sau đó đánh thắng giặc trở về, lệnh cho xây chùa, đặt tên là Tường Vân Tự, để nhớ ơn trời Phật đã báo cho điềm lành, mang sức mạnh tâm linh giúp đánh tan quân giặc. Đến thời Hồ Quý Ly, chùa Tường Vân trở thành ngôi quốc tự của Hoàng gia. Năm 2001, chùa Giáng là một trong hai chùa đầu tiên của huyện Vĩnh Lộc được chọn xây dựng mô hình điểm chùa cảnh tinh tiến gương mẫu đầu tiên của tỉnh. Thực hiện phong trào này, sư trụ trì đã triển khai 5 nội dung tinh tiến đến tăng ni, Phật tử và nhân dân. Trong đó tập trung làm tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị địa phương và bảo tồn các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Sau một năm, chùa Giáng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh công nhận danh hiệu chùa cảnh tinh tiến gương mẫu. Vai trò của người trụ trì chúng tôi là phải đều là hướng dẫn cho tất cả tăng ni Phật tử sống là tốt đời, đẹp đạo, để luôn để quan tâm đến tất cả những các cái công việc an sinh xã hội, từ thiện xã, nhất là những các công việc từ thiện cũng như là chăm lo xây dựng chùa cảnh sáng xanh sạch đẹp, rồi vận động cho tăng ni tín đồ Phật tử đi theo những cái đường hướng của giáo hội đã đề ra để rất là sống là tốt đời đẹp đạo. Hàng ngày, các Phật tử chùa Tường Vân đều đến quét dọn chùa. Đây là hoạt động thường xuyên đều đặn của các Phật tử trong suốt nhiều năm qua, nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu. Không chỉ làm sạch sân chùa, các Phật tử còn trồng cây và hoa, tu bổ khuôn viên với mong muốn góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho không gian linh thiêng của ngôi chùa này. Chúng tôi là những người đã đi chùa và về từ trước đến bây giờ thì chúng tôi thấy càng ngày ngôi chùa càng xanh, sạch, đẹp và đông khách, khang trang, trang nghiêm và rất chi là thảnh thơi khi bước chân lên chùa. Qua 10 năm tôi đặt chân tới đây và đã có riêng về chùa Giáng hoặc là về chùa Tường Vân Tự. Về nói riêng thì tôi cảm thấy cảnh quan môi trường ở chùa đây thì rất xanh, sạch, đẹp và được sư trụ trì rất có nhiều tâm huyết để xây dựng chùa cảnh được tinh tiến và khang trang. Chùa Linh Giang thuộc thôn Phú Lĩnh, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xưa thuộc xã Phủ Sơn, Tổng Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc. Đây là vùng đất có vị trí đẹp, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, người dân tụ cư lâu đời. Trải qua bao biến động của thời gian và lịch sử, ngôi chùa Linh Giang cổ không còn. Về sau, với sự nỗ lực của các tăng ni Phật tử và nhân dân địa phương, chùa được xây dựng lại. Với những giá trị lịch sử, chùa Linh Giang đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2000. Trong những năm qua, chùa Linh Giang cũng đã nỗ lực phấn đấu trong phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến. 10 năm trở lại đây, nhiều công trình quan trọng của chùa đã được trùng tu tôn tạo và xây mới, góp phần giúp cảnh quan chùa ngày càng khang trang hơn.
mới đây được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, giáo hội các cấp, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, Phật tử địa phương, chùa Linh Giang đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì. Được sự tín nhiệm của tăng ni Phật tử, sau một thời gian tu tập, ni sư Thích Diệu Nga đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa bổ nhiệm trụ trì, gánh vác Phật sự tại chùa Linh Giang. Từ đây, nhà chùa đã chính thức có vị chân tu, hướng dẫn cho thiện nam tín nữ tu tập, xây dựng ngôi chùa thành địa chỉ tâm linh, lan tỏa tinh thần hướng thiện, từ bi bác ái của Phật giáo, làm cho cuộc sống đạo đời ngày một tốt đẹp hơn. Nhân dịp này, nhà chùa cũng tổ chức nghi lễ thỉnh đại hồng chung, giúp cảnh chùa thêm đẹp đẽ, uy nghi, phục vụ nhân dân và du khách đến chiêm bái hành pháp. Chùa lâu nay thì thật sự ra là nó cũng còn khó khăn, để xuống cấp trầm trọng, thì có nhiều hạng mục cũng chưa sửa sang xây dựng được. Nhưng mà thầy về đây thì bước đầu cũng rất là khó khăn, rất là nhiều. Nhưng mà nhờ nỗ lực sự cố gắng, để quyết tâm, để cũng cố gắng để cũng đi cầu phúc cho nhân dân và cũng nhờ các gia chăm họ các nơi về để góp sức, người của, người công, người viên gạch, hồn vôi, người đồng xuyến, đồng ngân để tôn tạo và để được đóng góp của xã hội hóa. Thì thầy nay thì chùa cũng đã được khang trang và cũng đã được hoàn thành được quả tại Hồng Trung. Để hàng ngày thì tiếng chuông thức tỉnh để cứu tất cả các chúng sinh từ nơi bên mê và trở về bên giác. Trước kia chùa là một chùa rất là nghèo nàn, vất vả. Nhưng bây giờ ngôi chùa đã khang trang, sạch đẹp. Và những ngày lễ lớn, ngày tuần thì chúng tôi thường đến đây để giúp thầy quét dọn và tu sửa, trồng hoa và giúp thầy trong những ngày lễ lớn. Thì đến bây giờ phút này thì chùa chúng tôi đã khang trang, đẹp đẽ hơn. Nhiều ngôi chùa ở huyện Vĩnh Lộc đã làm tốt vai trò gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống gắn với lịch sử phát triển của quê hương đất nước, đặc biệt là các lễ hội. Điều đó đã góp phần tạo nên vẻ đẹp văn hóa tâm linh, thúc đẩy phát triển du lịch cũng như xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên toàn huyện. Từ kết quả của mô hình điểm, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức để các sư trụ trì chùa tự nguyện đăng ký cam kết xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, triển khai thực hiện 5 nội dung tinh tiến của tăng ni Phật tử các chùa. Nhiều ngôi chùa đã được mở rộng, trùng tu, sửa sang, xây dựng mới. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội văn hóa truyền thống được duy trì theo phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Trong các buổi thuyết giảng, sư trụ trì các chùa đều lồng ghép việc giảng dạy giáo lý Phật giáo với việc vận động tăng ni Phật tử và người dân thực hiện rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tăng ni Phật tử đều rất là nỗ lực, đều rất là cố gắng, đoàn kết, nhất là đoàn kết tăng ni, rồi đoàn kết với nhân dân để chung tay xây dựng, rồi các sư cũng đều có những cái đầu óc rất là thẩm mỹ, rồi chăm sóc chùa cảnh, rồi xây dựng chùa cảnh rất là khang trang, cũng như là sinh vật cảnh, rồi là nhân ra những các cái công tác từ thiện, rồi là xây dựng tất cả những các cái hướng ứng các cái phong trào của Mặt trận Tổ quốc phát động, cũng như là cùng với địa phương để chung tay góp sức để xây dựng cái an sinh xã hội đó, cho nên là thấy là kết quả rất là thiết thực. Năm 2022 là năm thứ 21 Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Lộc thực hiện phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu. Có thể nói, hơn 2 thập niên qua, phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong giới tăng ni Phật tử và đang tiếp tục được thực hiện tại các nhà chùa trên địa bàn tỉnh. Với những việc làm thiết thực, tăng ni Phật tử đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo huyện Vĩnh Lộc nói riêng, gắn phụng sự đạo Pháp với xây dựng giáo hội vững mạnh, chung tay góp sức phát triển cộng đồng, hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, đúng với đường hướng đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội.